Đoạn khúc Một Hoàng Hôn, tác giả Bảo Phán. Tiếng ồn ào tranh luận ở dãy phòng sau, trong căn biệt thự xinh xắn với một vườn hoa đủ loại thật đẹp trước sân, nằm trên đường Hùng Vương thuộc thành phố Nha Trang hiền hòa, dọc bờ biển êm đềm thơ mộng, làm tôi giật mình thức dậy. Chạy vội xuống nhà dưới, tôi nhìn thấy chú Út trong bộ áo phi công đẫm máu, tay cầm một chai cô nhắc nút ừng ực, nửa say nửa tỉnh nói với chú ba, một sĩ quan cảnh sát tâm lý chiến: "Đủ mẹ, anh coi có tức không? Trong khi tôi lái trực thăng ngày đêm ngoài chiến trường, mang sát đồng đội cố gắng chiến đấu ngăn chặn làn sóng Việt Cộng, thì tụi nghị viên đối lập ăn không ngồi rồi, cứ biểu tình đòi lật đổ chế độ, chống đối những dự luật tiếp tế cho quân đội." Đó là hình ảnh sau cùng in sâu vào đôi mắt trẻ thơ tôi cho đến tận bây giờ. Vài tháng sau thì miền Nam mất. Chú Út tôi là một người ngang tàn, lãng tử, cực kỳ giỏi võ, sức khỏe dồi dào, uống rượu như nước lã. Nhưng ở độ tuổi gần 70, chú cũng như bao nhiêu người lính khác, không tránh khỏi quy luật tự nhiên của sanh lão bệnh tử. Vài ngày trước, chú gọi điện thoại lên Las Vegas, bảo: "Chú có cái áo khoác bằng da chú đã mặc trong thời phi công, chú tính tặng cho con làm kỷ niệm, con có muốn lấy không?" Tôi ngần ngừ chưa trả lời thì chú nói tiếp: "Chú biết chiếc áo khoác này rất hợp với tính cách lãng tử và bụi đời của con." Tôi vội trả lời: "Dạ con lấy, chú gửi lên Las Vegas cho con." Chú và tôi rất giống nhau từ cách ăn mặc, sở thích và tính cách phong trần bạc mạng bất cần đời. Những năm trước 75, dù còn rất nhỏ, bao giờ tôi cũng được theo chú lái trực thăng dọc bờ biển Nha Trang. Có những lúc chú lặn chiếc trực thăng sát gần nước biển, hoặc đứng chiếc trực thăng cách mặt biển không cao lắm để tôi có thể nhìn thấy nước biển cuộn những vòng sóng thật đẹp. Thỉnh thoảng chú lại hỏi tôi: "Lớn lên con thích làm gì?" Bảo. Không do dự tôi trả lời thật nhanh: "Con muốn làm phi công, con muốn lái máy bay như chú." Chú mỉm cười vỗ đầu tôi và nhẹ nhàng nói: "Vậy thì ráng học cho giỏi, làm phi công thì không khó lắm. Nhưng nếu con học giỏi thì con sẽ chỉ huy nhiều phi công." Bỗng xẹt, chân tôi tình cờ đạp trúng một viên đá và trượt xuống đồi. Nhanh như chớp, chú nắm chặt cổ áo tôi, chân phải xoạc nhanh chận thân người tôi lại. Tay trái chú nắm chặt một cành cây và bình tĩnh kéo tôi lên. Chiều hôm đó, hai chú cháu vừa uống trà sau vườn, vừa nhìn hoàng hôn che lấp mặt trời ẩn hiện tận chân trời. Chú tôi cất giọng như tâm sự. Bảo, con có nhìn thấy mặt trời lặn dần khi hoàng hôn xuống không? Cuộc đời chú bây giờ như vậy đó. Thời gian không còn bao lâu, cứ đến tháng tư mỗi năm gần đây, chú lại ngồi đây nhìn một mình, ngắm nhìn bầu trời, cứ tưởng như là mình đang lái trực thăng, ngắm những buổi chiều tà thật đẹp, giống như những dốc núi Pleiku, thị trấn Sông Pha và còn nhiều nơi khác nữa. Ngừng một lát, chú tôi cầm cây guitar và hát. Anh ơi anh ra từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng. Này anh ơi anh ở lại Charlie. Vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Xin một lần thôi, vẫy tay tạ từ sắc ly. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Một lần thôi, vẫy tay tạ từ sáng ly. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, vẫy tay tạ từ sáng ly. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi.
tôi mạnh và ấm, khuôn mặt vẫn còn in đậm những nét đẹp trai, hào hoa, phong nhã của những người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa 43 năm về trước. Tôi im lặng, đôi mắt khô ráo hoảnh. Giờ này cả chú và tôi cũng đều bước vào đoạn cuối của một cuộc tình. Cuộc tình mơ mộng ngày nào tôi đã thả hồn theo, trở thành một người lính không quân. Cùng chú bay lượn dọc mảnh đất Việt Nam hình chữ S thân thương. Gió San Diego thổi nhẹ nhẹ thật dễ chịu. Lần đầu tôi thấy đôi mắt của chú thật buồn, như để che giấu một giây cảm động và nhớ nhung về quá khứ. Chú nói nhẹ nhàng, hình như gió hôm nay có bụi nhiều. Thôi vô ăn cơm đi con, mai con còn bay về sớm, bảo. Tại phi trường San Diego, sau khi giao cho tôi chiếc áo da bạc màu không quân, một con dao lính và một cặp côn karate, ba kỷ niệm chú còn giữ lại cho tôi, chú vỗ vai và bắt tay tôi như một người lính. Ráng giữ gìn sức khỏe nha con, khi nào rảnh thì bay xuống thăm chú. Tôi bóp chặt bàn tay chú và hứa trong lòng, con sẽ trở lại. Chuyến bay từ San Diego và về Las Vegas chỉ ngắn ngủi khoảng một những giờ. Ngày cuối tháng nhưng 4, tôi có cảm tưởng 2018 dài như những chuyến bay từ chú, Sài Gòn về ra hạm đội 7 người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Bảo Phán, 29 tháng 4, 2018.